Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Phùng Ngọc Huy và bạn gái Đàn Kim sẽ đón bé La Vi sang Mỹ chăm sóc. Cách đây ít giờ, thông qua mạng xã hội, Đàn Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy, tiết lộ đoạn nói chuyện qua lại mới đây giữa Phùng Ngọc Huy và con gái La Vi. Theo Đàn Kim cho biết, hiện tại bé La Vi đang ở với người chăm sóc bé từ năm 2 tuổi và chưa về với ông bà ngoại. Cô bé vẫn duy trì thói quen gọi FaceTime cho ba mỗi ngày. Trong cuộc trò chuyện mới nhất giữa hai cha con, cô bé bất chợt nhắc đến Mai Phương. Câu hỏi thơ ngây của bé La Vi về người mẹ quá cố khiến Đàn Kim và nhiều người xúc động. Cô bé chỉ biết mẹ đang ngủ và hỏi: "Ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy?" Cụ thể, ca sĩ Đàn Kim đã viết: "Em viết lên vài dòng để trả lời cho những anh chị đã thương xót và lo lắng cho bé La Vi. Hiện tại bé vẫn đang được ở với người giúp bé từ lúc 2 tuổi đến nay. Dạo mẹ mất rồi thì bé vẫn còn ở đó, vì vẫn quen ở đó. Hiện không có ở với bà ngoại. Chuyện riêng tư tôi không muốn nhắc nhiều trên đây. Tôi chỉ biết Huy vừa gọi về, hai cha con vẫn nói chuyện FaceTime cũng như thường lệ mỗi ngày. Bé luôn muốn nói chuyện với ba Huy." Huy nói rằng: "La Vi nói ba Huy ơi, mẹ Phương ngủ khi nào thức dậy vậy ba Huy? Tôi nghe như xé lòng. Tôi nghĩ mất mẹ và người duy nhất bé cần là ba. Tôi cũng rất mong mọi chuyện sẽ tốt với Huy và bé. Tạm thời cho qua mùa dịch và Huy xong mọi thứ sẽ về và tìm mọi cách để đón bé qua. Tôi dù không cần biết thế nào, với một người nào, tôi cũng sẵn sàng giúp nếu có thể. Bạn nào hiểu về tôi thế nào là chuyện của bạn. Tôi sống thế nào chỉ có lương tâm và những người thân cận tôi nhất hiểu là được. Và tôi cũng không muốn những hình ảnh Mai Phương đã mất rồi. Hãy để họ được yên. Không nên tát và gửi vì tất cả tôi đã xem trên tin tức. Chuyện này xin kết thúc và tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúc cả nhà mạnh khỏe và giữ sức khỏe qua mùa dịch nhé." Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết thêm, mẹ đẻ và cậu ruột của Phùng Ngọc Huy ở Việt Nam đã vài lần đến nhà ngoại xin thăm bé La Vi, nhưng vì nhiều lý do vẫn không gặp được. Đáp lại lời của ca sĩ Đăng Kim, ca sĩ Phi Nhung, Nguyên Phủ cũng đồng tình với việc Phùng Ngọc Huy đón con gái qua Mỹ. Ca sĩ Quách Tấn Du mong mọi thứ tốt đẹp, cha con sớm đoàn viên. Một người bạn cũng tiết lộ thêm, ai đã là bạn thân của Đăng Kim thì sẽ hiểu rõ tính cách rất tốt bụng và hay thích giúp đỡ mọi người của bạn ấy. Đăng Kim là mẫu người mạnh mẽ, uy tín từ xưa đến giờ rồi, nên cô ấy nói được là sẽ làm được. Chúc bạn Hiền luôn an lạc và mạnh khỏe nha. Những người thân yêu sẽ luôn hiểu bạn và cả Mai Phương cũng sẽ hiểu bạn nhiều. Những ngày qua, câu chuyện bé La Vi, con gái của Mai Phương do ai nuôi nấng sau khi cố diễn viên qua đời nhận được sự quan tâm rất lớn, nhất là khi xuất hiện những thông tin chưa rõ ràng về di chúc của Mai Phương và những câu chuyện về bà ngoại sùng đạo đã làm nhiều việc không đúng khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của bé sau này. Trước đó, Phùng Ngọc Huy là trung tâm chỉ trích của dân mạng vì sự vô tâm, vô trách nhiệm khi bỏ người yêu cũ và con gái sang Mỹ định cư. Thế nhưng lúc này, khi những câu chuyện gây xôn xao, nhiều người đã hiểu ra sự thật và mong mỏi anh sẽ thực hiện đúng bổn phận của người làm cha và có phương án chăm lo cho con gái của mình. Có lẽ thời gian vừa qua, khán giả đã trách lầm Phùng Ngọc Huy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.